tôi gặp lại thầy body nhưng ổng có năng lực tàng hình. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với tôi. Hôm nay là một bản body vô cùng là đặc biệt, bởi vì tôi là một trong những người đầu tiên được chơi cái bản mod này. Xin giới thiệu với mấy ông, body basic. Nhưng khi ổng gõ cây thước thì ổng sẽ tàng hình 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 hình. Đấy, và tác giả của bản mod này là một ông bạn đến từ vị trí comment mọi người ạ. Hey y'all, come look at this. When Flan vs. Zombie. Trong khi ổng rất là thích chơi body. Hãy xin cảm ơn ông đã tạo ra bản mod này và gửi cho tôi. Thôi bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu chơi đây. Rồi tôi nghe body tàng hình tôi cũng hơi rén rén đấy. Nói chung là khó. Rồi vào đây. Ui, man lock em nhanh thế. Ôi, hello em chào thầy. Thôi chào gì lúc nào em với thầy không gặp nhau. Mà lẽ ra là ông phải tàng hình rồi chứ sao đi ạ, ông vẫn còn tồn tại nha. À đúng rồi, là lúc lúc ông gõ thước là ông mới là tàng hình. À được. À 3 chữ 8 này dễ quá thầy. Đúng không? Này là bằng -1. Rồi, và đây là câu số 3 duy nhất mà tôi giải được. Mấy câu số 3 lúc sau thì mọi người đã biết rồi. Nó là một trong những dãy số lằng hoằng nhất thế giới mà tôi từng thấy. Rồi, qua cuốn số 2 thôi. Ơi, xong lại vẽ tôi ra như này. À đâu có cái logo của tôi. Ai đồ, ông nhìn tôi ra như thế này à. Anti-fan à, ông là anti-fan sao? Ông gửi cho tôi bản mod mà ông vẽ tôi xấu xí thế này à. Chà hiểu sao quăng cái logo tôi vào cái bụng body vậy. Ý ông là tôi bị body nút chững gì. Quýt chi là nóng cạn nha. Rồi này bành 2 nè. Này không biết. Thôi đi thầy ơi, thầy lần nào thầy cũng thế. Ông có cách nào mod cho cái khúc này nó khác không? Cái ông kia. Ôi trời, xong thầy nhánh vậy. Trời tôi vừa nói khác đi. Nhánh lắm. Thôi thì kìa. Oh shit. Rồi anti-fan chắc rồi ông chơi gì. Chơi tàng hình mà nhanh gì sao chơi. Rồi tôi đã tạm thời fit được cái này rồi. Thầy ở đó mà nhanh đi. Ý. À đi ra thầy. Thì là ổng biến đổi lúc này. Rồi nhìn ổng cười kìa. Đó không phải tôi đâu. Rồi chậm thôi nha thầy. Nhanh quá là không được đâu. Đó vừa đó. Vừa đó. Oh shit, tôi mò được. Hên là tôi mò được cái khúc này cho đi chậm lại, chứ không là toàn đấy. Sao mà làm chi nhanh dữ vậy ổng. Hồi nãy bởi vì ổng ẩu lắm. Rồi thì như mọi người đã thấy và không thấy thì ổng đã không thấy được nữa rồi. Đây à, quên. Cái này là tôi được vô hạn chạy nha mọi người. Không cứ cần phải ăn sikula gì đâu mà để duy trì tốc chạy. Rồi bây giờ tôi sẽ chơi hoàn toàn bằng thính lực đấy. Không có nhìn thấy ổng mà. Ông đang bên này, đúng rồi, ông đang bên này. Thế thì thoải mái. Bây giờ mình chỉ chụp gọi em thấy, theo chữ thôi, từ từ. Đừng. Oh shit. Đừng theo chữ ơi. Thôi ơi, trời thằng này nữa mày. Sao được chơi thế? Rồi, mẹ cả trường nó súng vô nó chơi hội đồng với tôi. Cái thằng bánh xe mà nó cũng chơi được nữa. Ông giáo huấn ấy về, ông chạy nhanh hơn tôi, ông giáo huấn. Rồi ông đi đi, ông lượn đi, lượn chỗ khác. Tôi nghe tiếng body cũng đang càng ngày càng gần, nhưng mà trong vẻ là tôi vẫn gánh được, còn gánh được. Tuy là lần đầu chơi cái này nhưng mà vẫn gánh được. Đấy. Rồi, đi hướng này đi cho nó chắc. Hai cuốn, một hồi là phải quay lại à. Tại vì để cái cuốn ở gần cái phòng giám hiệu khúc cuối là rất là nguy hiểm, nên là tôi sẽ sắp xếp lấy nó vào những cái cuốn, lấy nó vào những cái cuốn gần cuối thôi. Đấy. Rồi, này bằng 2, này bằng 4. Ờ cái này không biết. Thiệt chứ tôi không bao giờ mà giải được cái câu này, trừ khi mà tôi lên mạng tôi xem chỉ luôn á. Tại vì thực ra nó giải được ấy, nhưng mà tôi chưa bao giờ thử ra nó một phần vì nó lằng ngoằng quá. Cô vừa lấy cái kéo cô đã muốn dùng rồi như thế nào. Cô vào đây. Chắc là bà buồn lắm mới cần mình chơi chung á. Tôi chơi bà tí này. Rồi hết giờ. Đấy. Bad boy mà. Thiệt chứ em đã khó mà còn bà phối hợp với ổng như thế đi chơi. Ở đây có đồ giày lụm luôn. Đấy. 3 - 3 = 0, 4 + 4 = 8. Cái này lằng ngoằng. Tôi ok cho rồi. Đấy, lần nào mà không thế. Bởi cái câu này nó luôn luôn hỏi tôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành tới cái cuốn thứ 5. Dễ mà, chơi lần đầu chơi gần thắng bà luôn này. Còn tính toán cái gì nữa. Này quá là dễ. Có cái vô hạn chạy này thì ô đu, thôi thầy em quên lỡ chạy xíu. Thầy căng vậy, thôi em gần xong rồi. Thầy đừng có bắt em. Mà một phần nào đó tôi vẫn cảm thấy là ông body ông vẫn nhanh hơn cái bản gốc mọi người à. Tôi nhất là tôi chỉnh ông. Nó chưa có bằng với cái bản gốc. Vẫn nhanh hơn xíu. Gọi thầy trưởng ơi, thầy cho em nốt luôn cái cuốn này đi rồi thầy bắt em đi. Oh shit. Thầy bắt em đi rồi 30 giây đó thầy, lâu lắm. Thầy bây giờ em phải đứng đây chờ đợi với thầy. Rồi ổng lượn đi luôn, ổng không em đợi với tôi rồi. Thầy body tới rồi mọi người, body tới rồi. Đợi ông mở cửa rồi. Ôi trời. Ủa sao ổng không có mở cửa hiệu trưởng ta? Mày dịch cả mình. Ông trong này đúng không? Lùi đi. Rồi tôi vào vô làm cuốn thứ 5. Rồi lấy đồ giày quất tiếp đi. Chả biết nó lại làm gì. -7 đúng không? -7 mà. Cái này là 10. Cái này là không biết. Thôi, bà ông làm gì làm đi.
bán hành các kiểu đây. Ui giời ơi, mấy ông gần lắm á Dư. Sao ông gần thế? Ở trong này có soda, trong này có soda, gắng chạy nhanh, mình có vô hạn chạy mà. Thoải mái. Cô lên. Ui, à, ông vào đây luôn đó hả? Rồi tôi chưa thấy ông mở cửa mà ông sát tôi lắm rồi. Đấm ui ui ui. Thôi cô kiểu kéo ui. Trời ơi, mấy chuyện người kéo không kịp, mấy bà cô mới xuất hiện đột ngột quá. Thử thách 6 ngày 6 đêm ở trong phòng hiệu trưởng, đâu mà ông bắt tôi nữa rồi. Xong nhanh. Đi. Oh shit. Mẹ nghe bây giờ làm khó thì tôi tưởng là nó đơn giản mà tôi chơi nãy giờ không biết bao nhiêu rồi đấy. Thôi cái này bằng 8. Rồi bây giờ 13. Phép tính của tôi đối với tôi bây giờ là nó như là tầm thường lắm. Nhìn là biết là mẹ tôi nãy giờ không biết là bao nhiêu bàn đã trải qua rồi. Đừng có nhá. Ui giời, không vô. Thôi chết rồi, thôi xong rồi. Mẹ không vô. Nhìn đi. Ui. Thôi. Ở đây ổng ở đây nè. Ở đây đúng không? Ở đây đúng không? Ờ bất ngờ đâu. Ông lùi cái tiếng ơi thằng trời. Thằng trời nó lùi đi mày. Ui lùi đi nó. Đâu mà cái thằng trời quân. Trời ơi, mới hai cuốn mà bà hành đuối gọi nhảy đi. Mẹ mệt mỏi quá. Phải gì? Nó đủ vậy đâu, vậy của bà đâu, đủ vô hình cũng như vô hình luôn. Ôi mẹ, chết cô rồi, giờ sao nhảy mẹ đi luôn. Ôi, đây, phó 2, 3, mình lại nhanh lên, ông body tới rồi bà ơi, bà lũ bu quá. Ở đây, body, này thì body nè. Mấy ông yên tâm đi, tôi toàn tính hết rồi. Ơ em đâu chạy đâu thầy, em đâu chạy đâu, đúng không? Em không chạy hả thầy? Em không có chạy. Đấy bây giờ chứ ông body sau lưng tôi nè, tôi cần đi cuối hành lang ngay khúc này tôi xịt ông thôi. Đơn giản mà. Thôi thầy hiệu trưởng đi đi, ông thầy hiệu trưởng xịt cái đó ông không cho, đi đi thầy. Thôi ông ơi đi gần lắm rồi, thầy đi đi. Mấy ông thầy cho tôi, ông thầy hiệu trưởng đi đi. Ông đi hên quá mà ơi, có ông đi là mình mới xịt được đấy. Ông thấy mình xịt là ông bắt mình giam mình đấy. Đẩy body ra xa nhá. Tôi mẹ thì ông thầy hiệu trưởng làm một pha tôi xón hết à. Ai cái này là 10 mà. Holy shit. Cái này là bằng 6 này. Thôi chúng ta cùng đến với cái cuốn thứ 5 và để xem ông body sẽ chạy nhanh như thế nào. Đây. Bây giờ nói chung là tôi đẩy ông đi rồi. Ồ nhanh đấy, tôi nghe nhanh đấy. Ráng cũng hên là ông tác giả còn có tình người, ông cho tôi cái vô hạn chạy mà. Đây soda. Có vô hạn chạy với soda thì mình đỡ được khá là nhiều nguy hiểm ở cái bản body thường, với bản này nó cũng vậy à, khó lắm, không phân biệt được body lúc nào ấy. Bây giờ chúng ta có hai cái kéo và một cái soda cũng an tâm phần nào. Rồi nhanh thôi, tôi giữ tính bàn thắng rồi đấy. Ông thầy body còn tiếp bên này là thoải mái. Này bằng 1 nè. Không tính tiền nhé. Cái này bằng 10. Thôi chuẩn bị tinh thần, cuốn số 6, tập trung nhé. Từ khúc này đi là phải tập trung thận trọng với mọi thứ mình xảy ra đấy. Ông đi bên nào kia? Ông đi bên này. Ông gần lắm nha. Ui thôi đừng có ông thầy hiệu trưởng cam tôi được rồi. Thầy hiệu trưởng đừng có ở đây hiệu trưởng rồi. Bây giờ tốc độ chạy của mình vẫn còn nhanh hơn ổng, có thể là nhanh hơn ổng hoặc là bằng theo tôi là bằng rồi đấy. Rồi chúng ta cùng đến với cuốn số 7 xong rồi, niềm hạnh phúc đây rồi má ơi. Này bằng 9. Rồi số đẹp bạn ơi, số 8. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Tôi không biết là có nên lấy thêm một cái kéo để cho thành 3 cây không, hay là thay thôi dẹp ngựa đi, lấy 2 cây được rồi. Bên này gọi 7. Ơi ở chỗ đó có exit kìa. Ủa thông thường tôi ra là nó nằm ngay trước mặt tôi mà, tôi quên. Trời ơi tôi quên mẹ rồi, bây giờ một hồi tôi phải quay lại nữa. Trời ơi khó thế. Không sao sao sao, gán từ từ, lúc này là phải không được tiêu cực phải không à, lúc này phải cố nhá. Đây exit này. Ơi một cái, chúng ta còn 2 cái hay 3 cái gì nữa tôi cũng chả nhớ. Quan trọng là lúc này là tôi vẫn chạy nhanh ông thầy hơn ông thầy body hoặc là bằng. Rồi tôi không muốn gặp mặt cái thằng đó. Không, tôi chuẩn bị được. Ơi cái này ngược hướng đó, ông body đang ở hướng đó đó, tôi có kinh nghiệm mà, ông body đang ở hướng đó đó. Đó mà phải chạy ngay. Thầy hiệu trưởng, thầy tha cho em đi, thầy đừng, em không muốn có sự xuất hiện của thầy. Né nó đứng. Không có thật. Thầy hiệu trưởng ơi, thầy cứ yên lặng đi, thầy cứ núp ở đâu đó đi, thầy cứ làm cái gì đó bắt thằng bully các thứ đi, đừng có núp ám thêm nữa. Lấy chài này, lấy chài này, thằng bully đứng đó hả? No hớp nha con. Tao mày không được chấn lột được tao đâu. Ơi, nghe tiếng hút sao, nghe tiếng sáo. Chậm lại nghe, quan sát kỹ. Thôi được lắm, thầy body gần lắm rồi, thầy hiệu trưởng em đâu có chạy đâu, đúng không? Thầy body hả? Body nè, rồi xong, thẳng. Ơi khoan còn một chỗ nữa, giờ tôi phải, nãy phải chim mà tôi lụm cái kia, tôi vô đây là tôi thắng rồi, đáng lẽ vô đây là thắng rồi. Trời ơi, phải còn một cái chỗ mà cái dãy hành lang nãy nữa, sao tôi đền đấy. Ủa sao, xong body đi đường này, ôi trời. Mẹ, body sao ông đi đường này vậy, rõ ràng ông đang sau lưng tôi mà, ông đi đường vòng rồi. 6 ngày 6 đêm, get
go đó. Xong rồi bạn ơi, 7/7 rồi, bây giờ phải qua đây. Ôi trời, không theo chưởng thấy tôi chạy. Ôi thôi thôi thôi, thà làm vậy. Thà làm vậy. Mà thật ra là nếu mà dịch chuyển tới đây thì mình biết xài là mình có lợi hơn đó. Bây giờ chưa gì là tôi đã tóc biến lại đây rồi nè. Nó là một cái khoản lời để mình khỏi chạy lòng vòng, mình ngồi ở đây mình ăn bánh đúng không? Thầy bỏ đi tuổi gì mà kịp. Ôi mấy ông gần lắm. Thôi 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 thôi, thôi em đùa đấy thầy, em đùa đấy. Em tưởng là làm gì đó lời, ai về đâu thầy, sao thầy nhanh thế? Mà không sao, thật ra thầy vẫn còn thua em vài tuổi, thầy làm gì bắt được. Thôi thật, cả thế giới chống lại tôi rồi. Trời ơi, gần căn tin. Nói chưa, nãy tôi lượm được cái đó là tôi vô đây, rồi tôi vô hiểm cổng là lượm rồi. Rồi chìa khóa bàn thắng trong tay rồi, ông thầy hiệu trưởng nha. Ông tưởng bắt được tôi vậy là ngon hả? Làm gì ngon? Về đây. Dạ yeah, tôi xin phép. Ơi, oh shit, vẫn còn ông nội. Ôi sao tôi nhớ là hết rồi mà ta, tôi nhớ là có vậy là thật ra là tới 4 cổng rồi hả? Tôi nhớ là chỉ có 3 cổng thôi. Thôi xong rồi, xong, còn một cổng nữa, tới tôi. Cổng nữa đâu trời. Mấy là thôi đi vòng trường hộn có nhớ làm quá gì mà quan trọng bây giờ là ui thằng đó. Mà quan trọng bây giờ là tôi chỉ còn có kéo thôi, không còn ai tầm gì hết. Thấy chưa rõ ràng chưa? Ông thầy body nhanh hơn tôi mà. Nhanh hơn tôi là tức là nếu mà tôi một hồi nữa, một thời gian ngắn nữa tôi không tìm ra là tôi bị bục ngay đấy. Mà bây giờ tôi còn khách ui hiệu trưởng à, hiệu trưởng gượt sau lưng. Ôi, hiệu trưởng gượt cái gì? Ông mà xa lắm. Ấy, acid đúng không? Acid, hình như là đây là acid nè. Ui, chưa đây acid thôi. Tôi về thôi. Em về đây thầy ơi, em về. Ấy, về ngay. Lát một chút nhưng mà tôi đã về được rồi, tôi về rồi. Trời, mấy chơi quá lâu rồi. Mấy bạn mod kho và cái trưởng à. Thôi, tôi đã thắng rồi ông fan nha. Mấy tôi mấy bực thiệt chứ. Nói chung là lần này ông hiệu trưởng hành tôi hơi nhiều đấy. Thôi đến đây tôi cũng xin kết thúc clip. Nếu mọi người thấy hay nhớ cho tôi một like và subscribe giúp tôi đạt được 1000 lượt đăng ký đầu tiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.